Xin chào tất cả các bạn, lại là Phu Đây đến từ Phenom. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review một sản phẩm Transformer nữa. Và series hôm nay mình review đó chính là series Retro Headmaster nha các bạn. Thì nếu các bạn nào mà chưa xem, chưa biết về cái series này thì các bạn có thể xem vào clip trước ha. Đó, cái clip link trên đây nè, đó là hình trên đây nè. Ok, thì phần đầu video mình đã có nói ha về cái series này như thế nào rồi. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay có tên là Headhead nha các bạn. Đó, và cái phần đầu của nhân vật này, cái phần Headmaster có tên là Duros. Quá xịn sò, quá ngầu luôn. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần review nhé. Ta-da! Và đây là nhân vật chính của tôi ngày hôm nay nha các bạn. Đấy, nhìn khá là đẹp luôn. So với cái con mà con dơi ngày hôm qua thì cái con này mình thích hơn nhiều. Nhìn nó có vẻ là nó... sao ta? Nhìn nó thấy nó cơ bắp ấy, rồi nhìn thấy nó máy móc, nhìn nó đẹp hơn. Theo cá nhân của mình là như vậy. Nhìn nó cũng ok hơn, phần sau lưng nhìn cũng ổn hơn này. Đó, nguyên cái súng to luôn, nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Khá là xịn sò luôn, và mình cũng khá là thích cái màu này. Màu xanh lá cây, rồi phối màu đen, rồi bên đây bạn có thể thấy này, những cái hoa văn. Đó, được này kia, được sơn này nọ. Khá là đẹp luôn, khá xịn sò luôn. Thì nhìn tổng thể con nhân vật này khá là đẹp. Đó, nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái điểm yếu ha. Của cái dòng này thường là nó như vậy. Thì mình nói đây đây, chắc các bạn nào mà hay xem clip của mình thì chắc cũng đã biết cái điểm yếu là cái gì rồi. Ok, thì bây giờ mình nhìn gần lại xíu ha. Thì đầu tiên là về khuôn mặt của nhân vật ha các bạn. Đó, nhìn khá là đẹp, khá là xịn sò luôn ấy. Nhìn rất là thích này kia các kiểu, khá là giống Jiwa luôn. Và mình cảm nhận là hai con mắt nó kiểu nó lồi lồi ra là sao ấy. Nhìn nó khá là gì. Đó, nhưng mà được sơn phết rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn bạn. Các bạn có thể thấy phần màu nâu này, sơn kiểu mịn mịn, rất là thích luôn. Và phần đầu này mình vẫn có thể bứt ra được nha các bạn. Đó, và khi bứt ra nhìn nó khá là ghê ghê, khá là dị. Và mình có thể biến phần đầu này thành một con robot nhỏ. Đó, tay mình có thể đưa ra, rồi chân mình cũng có thể cử động được, cho con robot ngồi được. Đó, thì có thể cho nó ngồi ở đây nè. Ngồi lên. Khá là khó khăn luôn. Ôi kệ đi ha. Và cái phần mặt con robot nhỏ này lại giống y chang như là cái phần mặt của con robot lớn luôn. Được sơn phết khá là tỉ mỉ luôn các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào lại ha. Gắn vô rất là đơn giản thôi. Ở đây sẽ có cái lỗ này, rồi mình ghim vào. Khá là đẹp luôn các bạn. Đó. Và phần ngực này các bạn thấy là thiết kế rất là đẹp luôn, rất là nhiều chi tiết luôn. Và cái phần này là được sơn, cái màu sơn mà kiểu mà màu nâu mịn mịn đó, mình khá là thích. Đó, thiết kế khá là đẹp luôn, rất ok luôn. Đấy, và logo này, Autobot đây, logo đây, logo đây nữa. Khá là nhiều logo luôn. Và bên hông nè, được sơn phết cũng rất là tỉ mỉ. Và cái màu sơn này nó khá là dễ chạy nha, chưa gì hết là bị trầy rồi. Đó, nên các bạn chơi cũng cần lưu ý ha. Đấy, phần dưới chân ở đây nè, cũng được sơn phết rất là tỉ mỉ này kia các kiểu. Đó, sơn phết thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Và cái điểm ngay cánh tay này các bạn có thể thấy là có cái lỗ ngay đây. Thì nói chung cái này cái điểm chung rồi. Để bỏ cánh tay vô được. Đó, ở cái chân các bạn cũng có thấy nè, đó cũng có cái lỗ luôn. Đó, điểm chung này thì mình nghĩ là các hãng sẽ làm những cái add-on này kia để che những cái lỗ này lại, thì mình nghĩ sẽ rất là good luôn, sẽ có đấy. Đó, và các bạn thấy nè, một phần ở đây lúc đầu mình tưởng cái này cái đề can, đó cái sticker để dán vô này kia, nhưng không phải là đây là cái phần sơn luôn rồi. Và khá là khó chạy đấy. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem là ở cái dòng Titan Return ngày xưa đó, là những cái này nè là được làm kiểu mà sticker là dán lên. Đó, cái phần này là được dán lên này kia kiểu. Nhưng mà ở trên cái con này, dòng này thì những cái này là được sơn phết lên rồi, khá là good luôn. Đó, thì nói chung là do công nghệ phát triển này kia kiểu, thì mỗi ngày đồ chơi này kia nó cũng sẽ tốt hơn nha các bạn. Đó, khá là đẹp luôn, khá xịn sò. Thì đằng sau mình sẽ không cảm nhận được cái ba lô cái gì đâu. Nhìn khá là đẹp luôn, một khẩu súng bự chà bá lửa ở đây. Thì mình có thể đưa khẩu súng lên. Ui, ngầu chưa? Quá là ngầu luôn. Đưa xuống. Chú. Khá là xịn sò đó các bạn. Và cái súng này cũng khá là đẹp. Và mình có thể mở cái súng này ra. Đó, ngầu chưa? Và có thể cho cái con robot nhỏ chui vô ngồi. Đây, mình cho nó ngồi vô. Quá là ngầu luôn, khá xịn sò luôn các bạn. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Thì đi kèm con robot của chúng ta, mình sẽ có một cái súng nha các bạn. Và cái súng này nhìn khá là xịn sò luôn ấy, nhìn khá là ngầu luôn. Chú 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 chú. Đó, thì mình có thể cho con robot có thể cầm được. Đó, cầm vào, nhìn khá là ngầu luôn. Quá là ngầu luôn các bạn. Thì nếu các bạn không thích thì các bạn có thể cho con robot này gắn vào phía sau. Đấy, như vậy cũng được. Và cái súng này các bạn sẽ nghĩ như mình đúng không? Là giá như là cái súng này có thể tháo được của bá tốt, thì thật sự là nó có thể tháo ra các bạn. Đó, quá là đã luôn đúng không? Quá tuyệt vời luôn, mình có thể tháo ra được. Đó, và mình có thể cho con nhân vật này cầm vô luôn. Đấy, ôi trời ơi, nó ngầu khủng khiếp luôn thì thôi luôn các bạn.
quá là xịn sò luôn, quá là ngầu luôn, quá đã luôn ấy, nhìn quá dữ dội. Đó thì cây súng này thì mình không cho cầm thì mình có thể gắn phía sau luôn. Đấy, cất cây súng nhỏ vô, cầm cây súng bự thôi. Đó, đâu Megatron đâu, ra đây. Thì sau khi các bạn xem về thiết kế của nhân vật này rồi thì các bạn sẽ lăn tăn tiếp về chất lượng nhựa của nhân vật này, đúng không? Thì chất lượng nhựa là thật sự rất là tốt luôn các bạn. Đấy, mình đập này kia các kiểu, ái á. Rớt cái này được rồi thì chả quan tâm, quá quan trọng mấy ha. Mình phải gắn vô rất là đơn giản luôn. Thì cái con này phù hợp với tất cả các bạn luôn. Đó là kể cả người lớn, trẻ nhỏ này kia kiểu ha. Không, trẻ nhỏ thì chơi nhớ cẩn thận ha. Kiểu có những cái khẩu súng này kia có thể, hoặc cái phần đầu này có thể nuốt được ấy. Đó, thì nói chung là chất lượng nhựa cực kỳ tốt luôn. Còn về cái màu sơn của nhân vật này thì màu sơn các bạn thấy này, đó là cái phần bên đây là khá là dễ chày, như cái màu bạc á. Đó, mà cái màu đỏ đỏ cũng dễ chày nữa. Nhưng mà mình thấy là mình đập nãy giờ mình cũng chả có chày này kia kiểu, nên cũng yên tâm ha, chả có vấn đề đâu. Đấy, thì mình có một con của HH luôn, của Saturn Return ở đây. Thì bạn có thể thấy đấy là sau so sánh hai con rồi thì rõ ràng là cái dòng Saturn Return này nó sẽ có màu đa phần là nhạt hơn so với bên Retro Headmaster. Đó, về thiết kế thì nó y chang luôn các bạn, chả khác gì hết. Đó, và ở bên cái dòng Retro này nó sẽ sơn chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn của bên Saturn Return. Đấy, khá là đẹp luôn. Thì theo cảm quan của mình thì mình thích cái dòng bên Retro Headmaster này hơn. Đó, thì tùy gu mỗi bạn thôi, mỗi bạn sẽ thích cái gu riêng này kia kiểu ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần tiếp theo nha các bạn, để xem con nhân vật này sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là về phần đầu của nhân vật này thì sử dụng khớp cầu ha các bạn, cho nên là mình có thể xoay dòng nè và đưa qua đưa lại. Và cái phần đầu này khá là lỏng lẻo một chút xíu, nhưng mà nó sẽ tưng tưng kiểu này thôi, nó không có sức ra được nha các bạn. Và mình có thể giật cái đầu ra luôn. Đó, khá là xịn sò ha, mình có thể gắn vào lại. Đấy, rất là ok. Về khớp vai của nhân vật thì mình sẽ có hai khớp nha các bạn. Đấy, khớp đầu tiên là mình có thể đưa cái tay nó lên kiểu như thế này. Đó, cái khớp trong đây nè. Và cái khớp thứ hai là sử dụng khớp cầu. Thì khớp cầu này mình có thể xoay cái phần vai này qua lại được. Đó, xoay kiểu như vậy. Và mình có thể xoay 360 độ. Và cái khớp này cũng khá là chắc chắn đấy các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Đó, và mình có thể đưa cái phần tay này ngang qua. Đó, một biên độ như thế này cũng rất là chắc chắn. Về phần khớp ngay đây thì mình có thể cho con nhân vật xoay 360 độ ha các bạn. Ở khớp khuỷu tay của nhân vật mình sẽ có hai khớp nha các bạn. Đấy là một khớp trên đây và khớp dưới. Và khớp trên đây sẽ là khớp nảy ha các bạn. Đó, khớp này nè. Đó. Thì đầu tiên là khớp này thì mình có thể cho con nhân vật có thể đưa ra gặp một góc như thế này. Và cái khớp thứ hai là mình đưa cao hơn được chút xíu. Đó, thêm một nấc được. Còn không thì mình có thể cho cái tay con nhân vật duỗi thẳng ra và mình đưa cái khớp trên lên. Đó, như thế này. Và khớp này là khớp nảy nha các bạn. Về phần bàn tay con nhân vật thì mình có thể xoay 360 độ nha các bạn. Đó, rất là linh hoạt luôn. Và mình có thể gập bàn tay vào. Và khi mở ra thì ở đây nó sẽ có một cái khớp nha các bạn, để tránh cái bàn tay gập vào lại ấy. Đó, nó sẽ gài vào. Về khớp háng con nhân vật thì nhà sản xuất sử dụng khớp cầu ha các bạn, cho nên mình có thể xoay qua xoay lại được một ít nè. Đó, và mình đưa ra phía sau thì nó sẽ vướng cái phần ngay đây. Thì nếu mình né một bên á, đó, nó sẽ rộng hơn. Đó, và cũng rất là chắc chắn luôn. Và khi đưa ra phía trước, đây, khớp cũng rất chắc chắn. Khi đưa sang ngang, đó, cũng rất chắc chắn luôn nha các bạn. Về phần khớp ngay đây thì mình có thể xoay 360 độ, rất là linh hoạt luôn. Và khi mà xoay đúng cái chiều của nó sẽ giống như có cái khớp gài lại các bạn. Đây, nó giữ lại. Về khớp gối của nhân vật thì mình có thể gặp được một góc 90 độ như thế này. Và rất là chắc chắn luôn. Về khớp bàn chân thì mình không thể nào đưa qua đưa lại được nha các bạn. Mình chỉ thể gặp gọn lại thôi. Đó, gặp lại như thế này. Thì tất cả những con trong dòng này luôn, và kể cả Titan Return luôn, thì nó là cái bàn chân này khá là tệ rồi. Mình không thể nào mình đưa qua đưa lại được. Đó, nó rất là ảnh hưởng về cái việc bô thế con nhân vật luôn. Thì nếu có thì mình có thể tách cái phần khớp này ra thôi. Đó, rồi mình cho con nhân vật này đứng kiểu như thế này. Nhưng mà nhìn khá là dị đúng không các bạn. Đó, đây là cái điểm yếu ha, trên cái dòng này. Về phần súng này thì mình có thể đưa lên phía trước như thế này. Đó, hoặc là đưa ra phía sau.
hoặc là mình có thể tháo luôn cả phần súng này ra luôn để cho con nhân vật có thể là cầm được ha. Đây, rất là ok, rất là good luôn. Vậy là mình đã review xong về phần khớp của nhân vật này rồi. Thì các bạn thấy đó là về khớp cũng không gọi là quá tệ này kia kiểu đâu, nhưng mà về cái chuyển động của nhân vật này đó, về cái biên độ cử động thì thật sự là nó không được tốt nha các bạn. Nó rất là hạn chế này kia luôn, đó là do cái phần thiết kế con nhân vật này thôi. Thì nếu bạn nào mà thích kiểu mà tô thế con nhân vật này này kia thì chắc con này nó sẽ không phù hợp rồi các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo ha. Mình sẽ transform con nhân vật này từ dạng robot sang dạng xe để xem dạng xe sẽ như thế nào nha. Vậy là cuối cùng mình cũng đã transform thành công được em nhân vật này từ dạng robot sang dạng xe tăng nha các bạn. Đó, các bạn thấy đấy, transform khá là đơn giản luôn, rất là ít bước luôn. Đó, và dạng xe tăng cũng rất là đẹp. Đó, mình khá là thích. Tê, bắn súng. Đó, phần bánh xe này làm rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Đấy, khá là đẹp luôn. Ở dưới thì bạn có thể thấy này, bánh xe này chuyển động rất là mượt mà luôn. Đó. Đó, thì một điểm duy nhất mình không thích ở cái dạng này á, đó chính là cái phần ngay đây nè các bạn. Đó, nó khá là lỏng lẻo, nó bị tách ra ngoài. Nhưng mà nó cũng không gọi quá lỏng đâu các bạn. Đó, do cái phần khớp đây nó cũng cứng nè. Đó, cho nên là cũng không có gì gọi đáng quan ngại hết. Đấy, rất là ok. Thì súng mình có thể đưa lên, đưa xuống này kia cũng rất là chắc chắn luôn. Chú. Thì có một điểm mình rất là thích ở cái dòng này, đó là cái phần ngay đây nè. Mình có thể mở ra và bỏ cái đầu vào. Đó, cái đầu khi mình biến thành được con robot nè, mình có thể bỏ vô cho nó ngồi trong đây. Nói quá là xịn sò luôn các bạn, quá đã luôn. Tóm lại, ngoài ra là mình có thể mở cái súng này ra, đó, mở ra như thế này. Đấy, thì ở trên đây mình có thể thấy này, đó, nó có hai cái đồ nè, hai cái dấu chấm nè. Đó là mình có thể cho con nhân vật có thể đứng lên trên đó. Đấy, cho con nhân vật có thể đứng lên, gãy lên. Đó, rất là xịn sò luôn. Còn không thì mình cho nó ngồi trong đây cũng được. Đó, nó cho ngồi thì mình nếu mà mình có nhiều con nhân vật á, thì ở đây bạn có thể thấy này, đó trên đây nè, nó chảy dài, nó sẽ có một cái nấc ngay đây, rồi một cái khớp ngay đây, đó rất là nhiều khớp luôn, mình có thể cho con nhân vật có thể đứng lên. Thì ở dưới mỗi con nhân vật nó sẽ có cái lỗ nha bạn, đó tất cả cái phần đầu nó đều sẽ có cái lỗ luôn để mình có thể gắn được vào những cái chỗ đây, rất là hay ho luôn các bạn. Đó, mình có thể gắn ngay đây. Đấy, gắn vào đi. Ây da, ok, đấy. Mình đã cho bắn ra rồi. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, con này rất là chắc chắn luôn các bạn. Đấy, nhìn chú. Đó, rất ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần cuối cùng ha các bạn. Đó, để xem, đánh giá xem cái con nhân vật này có đáng mua là không nha.
Vậy là sau 2 phút mình cũng đã review thành công em nhân vật này rồi. Thì theo cá nhân của mình là em này hoàn toàn xứng đáng mua luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy đó, ngoại hình khá là đẹp, nhìn khá là wow luôn, từ dạng robot cho tới dạng xe luôn. Mình thích nhất là cái kiểu mà cây súng ấy, nhìn nó ngầu thì thôi á, mình có thể lấy cái cây súng này cho con khác cầm cũng được nữa. Quá là đã luôn ấy, nhìn rất là thích luôn. Bên cạnh đó là cái phần đầu của nhân vật mình có thể tách ra rồi cho con nhân vật đó có thể ngồi trong chiếc xe được nữa. Còn nếu mà các bạn nào mà có được 5 con nhân vật á, mình lấy 5 cái đầu mình bỏ lên trên dạng xe ấy, xe tăng á, là kiểu là 5 anh em trên một chiếc xe tăng kiểu như vậy luôn, nhìn khá là đã, khá là thích đúng không? Đó, thì bây giờ đó là cũng là ý kiến của mình thôi, còn quyền quyết định cuối cùng cũng là mà các bạn đấy. Nếu mà các bạn thích cái con này, thích thiết kế này, thích cái màu sơn này đó, và chuyển động nó cũng không được tốt mấy đó, thì nếu bỏ qua những cái điều đó thì bạn còn nghĩ là con này có thể xứng đáng mua đấy trong bộ sưu tập các bạn. Thì bây giờ clip cũng đã khá dài rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và đừng quên để lại một like, một share và đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.